hóa đến giúp một bản nhạc cao la tình Chúa để mừng cho anh du xe lên được không? Anh xin xin mời anh lên đây lại đây ạ. Thật phải nói là có một niềm vui rất đặc biệt trong ngày hôm nay trong đời sống niềm tin của người Kitô hữu mình. Sống trong tình Chúa, vừa tưởng nhớ đến người thân yêu của mình và vừa thêm có một niềm vui đáng quý đã gia nhập với cộng đoàn giáo xứ Phaolô. Thì cũng không có gì hơn cầu chúc cho anh luôn hồn an sắc mạnh, ngày nào cũng có niềm vui và hạnh phúc. Chúc cả mấy bà mát hồn dỗ một tràng pháo tay, ngày nào cũng có Chúa. Và cái tấm hình đó xin hát tặng anh và tất cả mọi người ở đây với bằng bài hát đang tựa đề Bao La Tình Chúa. Anh đứng ở đây để anh chú ghi hình như thank you.
rất nhiều. Chúc anh luôn vui khỏe.